Ui, thằng nó tới điện đây. Chú ơi, lại đây. Ui luôn anh em, để chung đọc luôn nhá. Để chế độ Avenger. Còn cái độ sáng anh em để xuống cuối cùng luôn. Moonly luôn. Nói chung là mắc hết. Còn smooth light anh em để mắc lên. Rồi chung để mắc rồi. Nhấn nữa con. Ui. Anh em công không tập thể. Từng người ơi. Ơi vô đây anh em, vô. Ta đây bám đi. Woo, let's go. Ui âm thanh. Ui âm thanh. Ê, đừng. Ui nó im. Im. Thôi im. Anh em thôi anh em thôi. Im vô mà. Rồi chơi anh em ơi. Rồi vào giữ chưa. Ôi. Ôi rồi. Woo, let's go. Đây đi rồi. Ám mũ này, ám mũ. Thôi đi. Sao đi chậm này? Trong đây tối đó. Đi chậm thôi. Ủa thấy lấy sáng người ta chết rồi. Tối quá anh em ạ, tối quá. Tối. Trong mày tối rồi mình phải đi. Ui. Ui. Ê! Hả? Cái này cái tính năng. Đúng rồi, không phải lỗi đâu, đây tính năng. Không phải lỗi đâu, tính năng á. Đây có cái gì kìa, Cái này là gì, cái này là... Bơi. Em bơi xuống. Từ từ anh em cứ từ từ. Chào cái gì đúng không? Chui xuống. Từ từ. Ui. Ui, tối quá. Cái chi nhìn vậy? Ôi, sao nghe tiếng bước chân? Từ nha. Ui, con mẹ nó... Nhạc ghê quá. Mẹ ơi. Ui, cái gì kìa? Nào. Con gì vậy? Anh em đừng gầy, đừng xô đẩy. Ui. Gì vậy? Chết rồi, đánh tôi rồi. Ui. Mất rồi. Ôi, nhìn cô chun vui quá. What the fuck? Ủa sao tôi? Ủa thế? Ủa hết rồi. Như phải đi tìm Buzo. Chun đập cái bức tranh. Ui cái gì? Cái gì? Ơ. Gì? Đều. Trời ơi tiếng gì vậy? AS mở rồi. AS mở rồi. Ui. Ui. Trời ơi. Chui. Ui. Ui. Mơ. The rim. Đừng đóng cửa. Ken nha. Chạy đi anh em. Ôi chạy chưa. Ui, cái gì vậy? Nào. Thấy cái chi nữa? Chun ơi bỏ gì em đi, em sợ. Đi, okay, đi em ơi. Sao đầu nha, đừng có sợ nữa nha. Đi thôi. Trước. Đứa nào đi cuối đó chứ trước. Ui. Ai. Ui. Mở cửa. Đi. Mau. Cà chua. Ui. Oh my god. Ui. Anh em để chua. Anh chun đi. Đi. Ui. Ui. Ui, má ơi, cũng đừng có cái gì làm sao.
Từ từ, để chun, để chun xem tình hình. Giờ mình phải, giờ mình phải đi sửa chiếc đèn. Đúng rồi. Đi xuống, 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 đây để tôi đi đầu cho. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Mấy ông bị vấn đề kỹ năng. Ui, xấu đấy, xấu đấy. Ơi, cái này của mẹ mày cho con. Vãi thật. Tao đi trước. Im, không sợ đâu mà. Cái chua tiếp đi. Ôi, cái này của mẹ mày cho con. Đừng đánh rơi cái lỗ này của mày. Ôi, bị chặn đường, bị chặn đường rồi. Ken sao Ken đi trước, Ken ơi. Chết rồi, tao mất rồi. Đi anh em, đứng đằng sau à. Ô, heo nào bọn họ đang gọi từ địa ngục á. Bị chặn đường á. Kinh, kinh, kinh dữ hả? Ui, vãi. Ui, đụng tay gì hết á. Nghe hỗn loạn lắm luôn ấy. Chết rồi. Ủa? Chết rồi. Ờ, được chưa? Tối rồi. Ờ, rồi rồi rồi. Ủa, sao rồi? Ủa? Đi thả anh ơi. Ủa, không nói đây là cái đoạn hồi nãy đâu có nghĩa gì đâu. Ủa? Ờ, thế là đoạn hồi nãy chả. Ôi! Mày! Ôi, cái này của mẹ mày chỉ có mình. Cái gì đi? Cái gì đi? Cái này ơi. Chô. Ở game này kinh nha, game này kinh. Ê, anh em đi, anh em để chú đi trước đi. Anh em đi từ từ. Ai có bật đèn hả? Ai vô nhà vệ sinh đi nè, vô nhà vệ sinh đi. Đâu. Tắm ơi, trời. Ui, cầu này buồn cầu này buồn cầu đi. Má kinh đấy. Kinh vãi. Đi 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 tiếp. Không thấy mình trong gương. Đâu. Ui, bàn thờ của chú. Ủa chết là sao? Tôi không đang xuân. Ờ để chun bi béo đi chứ. À, bà nhà bếp nè. Sàn Oki anh em ạ. Ê, cái gì nè? Ê, cái rương. Cái rương nè, ủa, cái gì không? Không trả gì. Ui, cái gì vậy? Cái gì kia? Được hả? Cái gì? Ê, hình như tôi bấm vô cái nút gì, cái nó vậy á. Ê, xỉn ơi, bị say xỉn ơi. Fail. Ôi, cái gì vậy? Nữa. Gì vậy? Ô, cái gì vậy? Là sao? Ui, kia, đi thẳng. Ôi, gì trước mặt ấy? Cửa kìa. Ô, hay rồi. Không, cái game này hình như có cốt truyện. Ờ, con em bị dịch chuyển luôn. Ai yêu ga nè. Đi từ đây. Huy ga đi nhanh quá, Huy ga. Ui rồi. Đi trước đi, Huy ga thấy cái gì vậy? Để con người đấy nó lao ra. Ê, bên này. Con gì lao ra sợ vậy? Đi bình tĩnh. Ồ, sáng sáng rồi. Anh Ken đi trước. Ui. Ui, ra ngoài rồi. Anh em để chun đây, Chun nhà lò. Đi ra. I'm free. Lẹ lên. Ôi, mà được ăn tập nữa. Free đâu? Lại mơ, Phá cái đi này. Cái này chơi một mình mới. Phá cái đi. Cái này chơi một mình. Chun làm xây nhà này, chun. Ôi. Tao nó tắt đèn đấy. Tao tắt đèn đấy. Ui. Ui, có mẹ kìa. Chun anh em để chun này. Rồi, cảm ơn. Thôi tao đi. Ui. Chỉ quá rồi. Sau đây là bản tuyên ngôn độc lập. Ngày 28 tháng 7 2023. Chúng ta ở đây cùng nhau chơi một game kinh dị. Anh em like, anh em nhớ like và subscribe nhé. Ủa, con là mình được giải thoát dữ chưa mấy bà? Ở trong nhà này. Anh em đi tìm đồ anh em ơi. Ừ, nhà tắm gì vậy? Anh em tìm ở đây có đường, Anh em tìm được đâu, cái gì? Đâu. Anh em tìm được cái gì phải đợi. Ủa, có đường này, Mở ra. Mấy giây rồi. Ui. Để gì này? Lên để chu lên. Anh em đi từ từ. Nào, đừng đi đừng ra rơi xuống nha, đừng ra. Ê, Bi đi dành nha. Ê, ui mẹ mà. Đủ máy gì cơ mình. Sao là Tiền tao. Ủa, tụi Bi có tiền đi không? Hết rồi. Bi nó bị gì, em bị gì. Mà ai ơi, Tao bị cái con gì á, nó vô nó bóp cổ tao lấy cái rượu dính. Kiểu kiểu mình còn chưa chịu hiểu nội dung game này nói gì nữa hết game. Ừ, anh không, nó nói về một giấc mơ giống như cái cơn ác mộng vậy á. Nè, anh mơ liên hồi. Nhưng mà con cái là hồi nãy tao bị cái con gì nó bóp cổ tao biết chặt nữa.